Nghi phạm mafia bị bắt ở ngoại ô của thủ đô London tiết từ London. Một người tình nghi là mafia sống yên lặng trong khu ngoại ô đầy bóng cây của thành phố London trên hai thập niên dưới tên giả đã bị bắt và sẽ bị dẫn độ qua Ý. Ông Domenico Rancador, 64 tuổi, đã bị bắt tại nhà riêng ở Uxbridge. Nghi can mafia đã sống dưới tên giả là Mark Skinner với vợ và hai người con gái. Trác bắt giam đã được ban hành sau khi một thẩm phán đã nêu lên vấn đề hồ sơ cá nhân của đương sự. Ông Rancador đã bị Ý truy tố có liên hệ với mafia và đã bị tuyên án khiếm diện 7 năm tù.